Trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những cặp vợ chồng tan vỡ khiến công chúng tiếc nuối, nhưng cũng chẳng thiếu các cặp đôi dù sống bên nhau gần 30 năm mà vẫn hạnh phúc, và Vi Vịnh Nghi cùng Trương Trí Lâm chính là một trong số đó. Vi Vịnh Nghi sinh ra trong một gia đình có truyền thống với nghề cảnh sát, trừ cha cô, trong nhà có 6-7 người theo nghề này. Vi Vịnh Nghi là con gái thứ hai trong nhà, có một anh trai và một em gái. Cô nàng được hai người nắm quyền trong nhà là cha và ông hết mực thương yêu, có thể nói là muốn gì được nấy. Chính vì vậy, Vi Vịnh Nghi đã trở thành cô gái xinh đẹp nhưng nóng tính, thậm chí là khá ương ngạnh, kiêu ngạo. Năm 1990, Vi Vịnh Nghi đoạt giải quán quân trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hồng Kông và giải Hoa hậu ăn ảnh nhất. Thực tế, cô đăng ký tham gia chỉ vì có thể đi Canada chụp ảnh, thậm chí còn hy vọng chỉ đạt giải Á hậu để có thể tiến vào showbiz như đàn chị Trương Mạn Ngọc mà không cần phải thực hiện nghĩa vụ của Hoa hậu. Thế nhưng khi đó, con đường phía trước trong mắt cô gái trẻ họ Viên chỉ trải đầy hoa hồng mà không hề hay biết giới giải trí là nơi đầy thị phi, phức tạp, nhất là với những người mới như cô. Ngay trong bộ phim đầu tay ở đài TVB, Vi Vịnh Nghi đã phạm sai lầm lớn. Vốn không có kinh nghiệm trên phim trường, Vi Vịnh Nghi đã đứng sai vị trí, bị diễn viên khác che mất ánh sáng. Nhiếp ảnh gia đã tức giận mắng cô một câu. Thay vì khiêm tốn nhận sai, Vi Vịnh Nghi lập tức tranh luận: "Tôi mà hiểu những thứ này thì sẽ không đứng ở đây." Hành động này của nàng hậu họ Viên đã để lại ấn tượng xấu trong mắt các ông lớn, bà lớn. Hơn nữa, đài TVB lại vốn là nơi rất chú ý đến gia thế và các mối quan hệ. Chính vì vậy, Vi Vịnh Nghi đã phải nhanh chóng từ biệt màn ảnh chuyển sang làm MC. Cứ ngỡ như vậy là Vi Vịnh Nghi sẽ chiều thói nghĩ gì nói nấy. Nhưng không, cô đã không ít lần dính phốt chảnh chọe khi mắng ông trùm 18 cộng Vương Tinh, tuyên bố mình không hợp với phim của Châu Tinh Trì, chọc giận đại ca Thành Long, cãi nhau với nữ hoàng phim hài Ngô Quân Như. Thành Long đã tức giận và tới Hiệp hội Đạo diễn Hồng Kông, khiếu nại Vi Vịnh Nghi không chuyên nghiệp. Không ngờ các đạo diễn ở đây cũng bắt đầu kể tội người đẹp họ Viên vì những biểu hiện không tốt của cô khi hợp tác với họ. Sau đó, Vi Vịnh Nghi đã bị giới điện ảnh Hồng Kông phong sát chặn cơ hội lên sóng. Vi Vịnh Nghi cũng từng nhắc tới khoảng thời gian khó khăn này, lúc đó dường như chẳng ai muốn nói chuyện với tôi. Sau khi hợp tác với Châu Tinh Trì, Vi Vịnh Nghi tuyên bố không hợp với phong cách của vị đạo diễn này. Điều này đã khiến cho Tinh gia không vui và từ đó tới nay họ chưa từng hợp tác thêm lần nào. Năm 1995, Vi Vịnh Nghi hợp tác với Thành Long trong phim Phích Lịch Hỏa. Sau khi quá trình quay phim kết thúc, vì phim trường thu âm có vấn đề, Thành Long đã đề xuất Vi Vịnh Nghi tới phòng thu âm để ghi lại vài lời kịch, nhưng không thể liên lạc được với cô, gọi điện thoại không ai nghe. Ngô Quân Như từng tuyên bố chỉ muốn cho Vi Vịnh Nghi một cái thác, quá mức kiêu căng, Vi Vịnh Nghi bị giới điện ảnh Hồng Kông phong sát. Nhận thấy tình thế không ổn, Vi Vịnh Nghi đã quyết định rời khỏi Hồng Kông, du lịch một năm, sau đó tới Đại Lục và Đài Loan đóng phim. Nhìn thấy được những hậu quả mình gây ra, nữ diễn viên mới dần dần thu lại tính tình của mình và đứng vững trong làng giải trí. Vi Vịnh Nghi cũng chia sẻ, khi đó mình còn quá trẻ và nông nổi, sau khi đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Tượng thì bắt đầu kiêu căng, không tôn trọng các tiền bối. Mãi tới năm 2017, Vi Vịnh Nghi mới hóa giải mâu thuẫn với Thành Long do sự sắp xếp của đàn anh Tăng Chí Vĩ. Dù gặp phải nhiều hoa lớn như vậy, nhưng sự nghiệp của Vi Vịnh Nghi lại phát triển với tốc độ chóng cả mặt. Năm 1992, cô đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Tượng. Năm 1993, 1994 lại liên tục hai lần đoạt giải ảnh hậu Kim Tượng. Chỉ trong vòng 4 năm, Vi Vịnh Nghi đã có những cú lột xác ngoạn mục. Từ một cô gái bình thường thành hoa hậu Hồng Kông, rồi lại thành ảnh hậu danh giá. Ngoài việc may mắn, gặp được kịch bản tốt, cũng không thể không nói Vi Vịnh Nghi là một nữ diễn viên tài năng được thiên phú. Làm tiểu tam và tình yêu sét đánh với tài tử anh hùng xạ điêu. Ngoài sự nghiệp, thì chuyện đời tư của Vi Vịnh Nghi cũng từng khiến giới báo chí phải tốn bao giấy mực. Trong những năm 80-90 ở Hồng Kông, việc các đại gia bao dưỡng tiểu tam đã là chuyện cơm bữa, và cô gái trẻ họ Viên cũng từng dấn thân vào vũng bùn danh lợi này. Có tin đồn cho biết, trong những đối tượng hẹn hò của Vi Vịnh Nghi còn có cả trùm sông bạc Hà Hồng Sơn. Khi trả lời phỏng vấn, Vi Vịnh Nghi cũng từng thừa nhận việc hẹn hò với người đàn ông đã có vợ. Cô cho biết, trong sinh nhật 20 tuổi của cô, người này từng tặng 20 loài hoa khác nhau. Khi cô đang đóng phim thì bay tới cùng cô dùng bữa tối. Khi cô đi du lịch cũng chuẩn bị xe đưa xe đón cẩn thận. Điều này đã khiến cho Vi Vịnh Nghi tin tưởng rằng mình và người đó thực lòng yêu nhau, bỏ qua việc người đàn ông kia đã có gia đình. Ngoài ra, Vi Vịnh Nghi cũng từng bị tố có quan hệ với tỷ phú Hồng Kông La Triệu Huy. Năm 2002, ông trùm này đã khiến cho cả làng giải trí phải chấn động khi tiết lộ những năm tháng hoang đàng trước kia của mình. La Triệu Huy cho biết mình từng bao dưỡng Vi Vịnh Nghi với giá 500.000 tệ, 1,63 tỷ mỗi tháng và còn có quan hệ với các mỹ nhân đình đám như Tôn Giai Quân, Lưu Gia Linh, Mạch Gia Kỳ, Maggie Q. Năm 1992, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Vi Vịnh Nghi đã gặp chàng diễn viên trẻ vô danh Trương Trí Lâm tại phim trường Biên Thành Lãng Tử. Có thể nói, nàng hoa hậu xinh đẹp đã trúng ngay tiếng sét ái tình với chàng trai có nụ cười ấm áp này. Dần dần, họ đã quen biết, nảy sinh tình cảm và khi trở lại Hồng Kông thì thường xuyên gặp mặt, ăn tối. Tuy nhiên khi đó, cả hai đều không còn độc thân. Vi Vịnh Nghi đã có một vị đại gia sau lưng, Trương Trí Lâm cũng đang hẹn hò với bạn gái, nữ ca sĩ Hứa Thu Di.
Viên Vịnh Nghi chia tay với bạn trai giàu có. Mấy tháng sau, Trư Trí Lâm cũng chia tay với Hứa Thu Di và cả hai bắt đầu mối tình bí ẩn. Chuyện tình của họ bắt đầu không mấy tốt đẹp như mơ, thậm chí còn dính nghi vấn kẻ thứ ba. Hơn nữa khi yêu nhau, giữa Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm cũng có sự chênh lệch không nhỏ về địa vị và độ nổi tiếng. Chưa kể trong lúc đó, Trương Trí Lâm còn dính vô số những tin đồn tình cảm với các sao nữ như Sa Thiên Mạn, Quách Khả Doanh, Tuyên Huyền. Khi mới bắt đầu, bản thân của Viên Vịnh Nghi đều khuyên cô hãy cẩn thận vì Trương Trí Lâm có tiếng đào hoa, hơn nữa sự nghiệp lại chẳng mấy có tiếng tăm, có lẽ vì chỉ muốn kéo fame lợi dụng cô mà thôi. Thế nhưng, Viên Vịnh Nghi lại cho rằng nên cho Trương Trí Lâm một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Mùa hè năm 1994, đài TVB remake bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu và Trương Trí Lâm được chọn vào vai Quách Tĩnh. Quá trình quay phim rất vất vả, thậm chí Trương Trí Lâm từng 7 ngày 7 đêm không được chợp mắt. Lái xe trong lúc mệt mỏi, nam diễn viên đã đâm phải xe đi ngược chiều, đầu xe bị đâm nát nhừ. Thế nhưng, thật may mắn là Trương Trí Lâm lại không bị thương tích gì cả. Biết được tin này, Viên Vịnh Nghi đã nhanh chóng gọi điện, khóc lóc. Sau chuyện này, Viên Vịnh Nghi đã công khai tình yêu của cô với nam tài tử Anh Hùng Xạ Điêu. Từ khi yêu nhau tới kết hôn, cặp đôi này đã dành tới 9 năm. Trong thời gian đó, Viên Vịnh Nghi cũng đã từng sốt ruột không thôi, nhưng Trương Trí Lâm lại cho rằng mình là một người đàn ông cần phải có sự nghiệp mới có thể rước nàng về dinh. Năm 2000, cái tên Trương Trí Lâm đã nổi khắp trời Nam đất Bắc và trở thành người tình trong mộng của hàng triệu cô gái trẻ. Lúc này đây, nam tài tử đã ngỏ lời cầu hôn người con gái đã ở bên anh gần chục năm trời. Năm 2001, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi sang Mỹ bí mật kết hôn. Họ trao nhẫn cho nhau trên máy bay, không tổ chức hôn lễ đình đám, cũng chẳng hề có ảnh cưới. Trương Trí Lâm vẫn nhớ rõ, mình thiếu Viên Vịnh Nghi một hôn lễ, thậm chí một tấm ảnh cưới cũng không cho cô ấy được. Tôi cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Tôi rất muốn hứa hẹn với cô ấy rằng khi chúng ta đều già đi, chúng ta hãy chụp ảnh một lần. Sự thật là chưa cần đến lúc già đi, Viên Vịnh Nghi đã có thể khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi xuất hiện trước công chúng. Đó là khi họ đã ở bên nhau 23 năm, kết hôn được 14 năm. Cái kết mỹ mãn của nàng hậu Tiểu Tam. Sau khi bị phong sát, con đường diễn xuất của Viên Vịnh Nghi không được thuận lợi như trước. Sau khi kết hôn, cô lại ở nhà, thanh thản làm một bà chủ gia đình, thỉnh thoảng góp mặt trong một vài bộ phim hay tham gia chương trình truyền hình cùng ông xã, khoe hạnh phúc ngọt ngào của họ. Hiện tại, Trương Trí Lâm đã không còn là chàng diễn viên vô danh năm nào, sự nghiệp của anh phát triển mạnh mẽ cả về mảng phim ảnh lẫn ca nhạc. Thế nhưng tình yêu của nam tài tử với Viên Vịnh Nghi lại chẳng hề thay đổi. Trương Trí Lâm khiến các fan phải cười phi khi luôn khuyên bà xã đừng mua túi xách nữa, nhưng đi đâu cũng tự giác mua các loại kiểu túi khác nhau làm quà cho cô. Mỗi lần đi dạo phố, Trương Trí Lâm vẫn luôn nắm chặt tay bà xã từ phía sau, kiểu dắt tay đã hơn 20 năm vẫn chưa hề thay đổi. Thậm chí khi được hỏi nếu khi sinh mệnh sắp kết thúc sợ hãi nhất điều gì, nam tài tử đã trả lời: nếu đến lúc anh thực sự rời đi, tiền của em có đủ dùng hay không? Nếu em nói đủ thì anh yên tâm rồi. Từ mối tình không được ai coi trọng, chúc phúc, đến cặp đôi khiến người ta phải hâm mộ nhất showbiz, họ đã cùng nắm tay nhau gần 30 năm trời.